nhỏ không có đồ chơi nên giờ chơi bù hả? Đúng rồi, nhỏ không có đồ chơi giờ mua chơi bù. 30 kg đó. Suy nghĩ cho kỹ nha. Vãi cao vậy. Đừng có ngồi cục mà ở 30 kg. Đập cái đầu ra sao? Rồi. Rồi ngon. Rồi ráng lên. Ráng đi. Phê nè. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Rồi gì nữa? Cuốn tay, tà, ấm. Nhanh lên, khí thế lên. Ghê. Siêu nhân. Được, được. Bốn, năm, sáu, bảy, tép, tám, chín, mười. Đập báo. Rồi, công nhận là gắn là 30 kg mở là ngựa nặng giả mang luôn. Tiếp tục đi. Ra anh mở. Thấp chân xuống. Làm giống như hồi nãy anh dạy em á. Thấp hơn nữa. Cái lưng bị cong rồi. Ráng đi. Làm từng cái. Thấp như hồi nãy anh dạy em á. Còn thấp được. Áo giáp 30 kg là kéo. Dính xuống sàn luôn. Rồi giờ đứng sờ quát không rồi. Kết thúc chưa? Kết thúc.